chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh gồm các tòa nhà văn phòng, khách sạn cao cấp, tạo nên khung cảnh hiện đại, đẳng cấp, đại diện cho sự phát triển của đất nước ta. Sắp tới đây, khi các tòa nhà của dự án Grand Marina và tòa tháp The Sun hoàn thành, sẽ góp thêm một đoạn tuyệt đẹp vào skyline của thành phố, tạo thành một dãy tòa nhà cao tầng kéo dài liên tục trên bờ Tây sông Sài Gòn. Các tòa nhà trong dự án Grand Marina hiện đang có tiến độ nhanh và ổn định. Tòa tháp C là tòa tháp lớn nhất, hình chữ L, hiện tại lên đến tầng 41 và đang lắp kính đến tầng thứ 16. Tòa tháp bên cạnh thì lắp kính đến tầng thứ 12 và đang thi công sàn tầng thứ 38. Tòa thứ 3 thì cũng lên đến tầng 27 và thi công lắp kính tầng 4. Các bạn cũng có thể thấy các máng đèn LED của các tòa nhà trong Grand Marina được thiết kế chạy dọc tòa nhà theo các hình dáng ngẫu nhiên, trông hiện đại và không bị nhàm chán, tạo điểm nhấn riêng. Tiến độ thi công rất nhanh, các tòa nhà đã lên khá cao, các bạn khi đi qua đây thì sẽ thấy khu này rất đồ sộ. Grand Marina, Sài Gòn là khu phức hợp bất động sản hàng hiệu tọa lạc tại vị trí vàng giữa trung tâm thành phố. Hồ Chí Minh và ven sông Sài Gòn do Masteries Home phát triển, gắn liền với hai thương hiệu Marriott và JW Marriott. Đây là hai thương hiệu danh tiếng, với mạng lưới khách sạn cao cấp rộng lớn của tập đoàn Marriott International. Grand Marina, Sài Gòn không chỉ đánh dấu dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam, mà còn là dự án có quy mô lớn nhất thế giới trong danh mục của tập đoàn này với hơn 4.000 căn hộ hàng hiệu. Sở hữu vị trí ven sông độc đáo và giàu tính lịch sử, Grand Marina Sài Gòn sẽ được phát triển thành một khu phức hợp quy mô lớn với chức năng nhà ở, văn phòng và khu thương mại. Tiếp theo là hình ảnh thi công tòa tháp The Sun Tower. Hiện tại tòa tháp đã thi công đến sàn tầng 25, lõi thang máy thì đã đến tầng 31. Phần khối đế, chiều cao 5 tầng với thiết kế giật cấp đã hoàn thành phần thô. Phía dưới tầng 2 có một số tấm kính đã được chủ đầu tư lắp ốp thử đã được một thời gian, nhưng chưa thấy triển khai lắp kính. Việc vừa thi công lên tầng vừa lắp kính sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian so với việc thi công thô xong mới lắp kính. Mặc dù mới chỉ chi công đến 31 trên 55 tầng, nhưng các bạn có thể thấy tòa tháp đã khá cao, có thể thấy cao hơn các tòa tháp bên cạnh. The Sun Tower có chiều cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, chiều cao là 240 mét, vị trí phải gọi là vô cùng đắc địa,
hội tụ đủ 3 tiêu chí nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ. Điểm nổi bật trong thiết kế của tòa tháp là khối vườn treo, nằm ở độ cao từ tầng 35 đến tầng 43, sẽ là nét chấm phá độc đáo, có 102 và sẽ là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố. Quý vị và các bạn vừa xem video trên kênh Trên Tầng Mây, nếu thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn like. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.